Xin chào anh em, đây là bản tin chuyển động bóng đá ngày 24 tháng 10. Trước khi điểm qua những tin tức bóng đá nóng nhất hôm nay, anh em hãy nhanh tay đăng ký kênh YouTube Mê Bóng Đá để cập nhật tin tức bóng đá thường xuyên hơn. Còn bây giờ là những diễn biến chính có trong bản tin. Điểm qua trận đấu đáng chú ý diễn ra tại vòng 6 của giải bóng đá ngoại hạng Anh. Aston Villa đối đầu với Crystal Palace tạm thời leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng và khiến cho câu lạc bộ Aston Villa có trận thua đầu tiên tại giải bóng đá ngoại hạng Anh mùa giải 2020-2021. Sau hai chiến thắng liên tiếp trước Newcastle ở Premier League và PSG ở UEFA Champions League, tinh thần của các cầu thủ Man United đang lên khá cao. Đây là dấu hiệu tốt trong bối cảnh lịch thi đấu phía trước của Quỷ Đỏ là rất khó nhằn. Cuối tuần này, Man United sẽ phải tiếp đón Chelsea trên sân nhà Old Trafford trong khuôn khổ vòng 6 Premier League. The Blue là đội bóng được đầu tư khá mạnh mẽ ở mùa hè vừa qua và họ rất quyết tâm giành trọn 3 điểm ở trận đấu sắp tới. Trong buổi họp báo trước trận, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã cập nhật tình hình lực lượng của toàn đội. Cụ thể, ông cho hay: "Chúng tôi không phải đứng đầu với quá nhiều ca nhiễm chấn thương sau khi trận gặp PSG. Tất nhiên, có mệt mỏi vì việc di chuyển và một chút đau nhức, nhưng hầu hết các cầu thủ đã sẵn sàng cho cuối tuần. Eric Bailly sẽ không có mặt, Jesse Lingard cũng không thể ra sân thi đấu. Nên tôi nghĩ chúng tôi cần phải xoay sở đội hình nếu không có họ trong vài tuần tới." Ngoài Eric Bailly và Jesse Lingard chấn thương, Man United cũng không có được sự phục vụ của Anthony Martial ở trận đấu này. Hiện tại cầu thủ người Pháp đang thụ án treo giò 3 trận do nhận thẻ đỏ ở trận thua Tottenham Hotspur. Real Madrid vừa trải qua tuần lễ thảm họa sau khi thua hai trận đấu liên tiếp ở La Liga và Champions League. Trận thua trước Shakhtar Donetsk với tỷ số 2-3 cũng là lần đầu tiên mà câu lạc bộ Real Madrid nhận thất bại trên sân nhà ở lượt trận mở màn của Champions League. Rất nhiều sức ép lúc này đang đặt ra với vị trí của huấn luyện viên Zinedine Zidane, với không ít tin đồn ông sẽ bị sa thải. Đồng thời, các quan chức lãnh đạo của câu lạc bộ Real Madrid cũng đã có hành động khi lên kế hoạch chiêu mộ trung vệ Dayot Upamecano của câu lạc bộ Red Bull Leipzig. Một phần trong kết quả tệ hại vừa qua xuất phát từ câu lạc bộ Real Madrid không mua cầu thủ mới trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2020. Lúc này, việc mua Upamecano được xem là một vấn đề rất quan trọng, cho dù huấn luyện viên Zinedine Zidane tiếp tục ngồi trên băng ghế huấn luyện hay không. Trong đội hình của nhà đương kim vô địch La Liga ở hiện tại, chỉ có hai trung vệ là Sergio Ramos và Rafael Varane được tin tưởng. Tuy nhiên, khi Ramos vắng mặt, Varane cũng gây ra nhiều thất vọng. Trong trận thua Shakhtar Donetsk mới đây và câu lạc bộ Man City ở mùa trước đã nói lên điều này. Trong khi đó, Eder Militao là bản hợp đồng thất bại, còn Nacho chỉ phù hợp cho băng ghế dự bị. Vì thế, để đua tranh danh hiệu ở mùa giải năm nay, câu lạc bộ Real Madrid quyết chi tiền để chiêu mộ bằng được Dayot Upamecano, một trong những cầu thủ được săn đón nhất ở châu Âu lúc này. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA mới công bố bảng xếp hạng hôm 22 tháng 10. Với 1.258 điểm, tuyển Việt Nam vẫn đứng thứ 94 thế giới, xếp thứ 14 châu Á. Trong tháng này, thế trò huấn luyện viên Park Hang-seo không thi đấu và tập trung, nên thứ hạng trong bảng xếp hạng FIFA không thay đổi. Tuyển Thái Lan cũng giữ nguyên điểm số 1.178 điểm, nhưng lại tăng một bậc lên hạng 113 thế giới, kém Việt Nam 19 bậc. Thái Lan tăng một bậc nhờ Iraq Bayran bị giảm điểm số từ 1.179 xuống còn 1.175. Ở châu Á, Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc và Australia vẫn là 4 đội bóng dẫn đầu. Qatar, nhà vô địch Asian Cup 2019 xếp hạng 5. Nhật Bản cũng là đội tuyển châu Á có thứ hạng cao nhất thế giới, hạng 27. Thứ bậc của tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA nhiều khả năng sẽ tiếp tục ổn định trong thời gian tới. Năm 2020, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo không có trận đấu chính thức nào. Đội tuyển dự kiến chỉ tập trung một lần sau khi V-League kết thúc vào cuối năm. Mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo là chuẩn bị tinh thần, tìm thêm các phương án chiến thuật cho năm 2021 đầy ắp dự kiến. Vòng đấu thứ 5 của giải bóng đá ngoại hạng Anh, câu lạc bộ Everton đã có trận hòa nhọc nhằn 2 đều trước nhà đương kim vô địch Liverpool. Đánh đổi lại một điểm đó trước câu lạc bộ Jacob, đoàn quân huấn luyện viên Carlo Ancelotti chỉ nhận được tin không vui về lực lượng. Cụ thể, Richard Leeson đã phải nhận tấm thẻ đỏ vào cuối trận với pha lệnh án treo giò trong trận đấu với câu lạc bộ Southampton diễn ra vào cuối tuần này. Chưa dừng lại ở đó, tân binh Hamed Rodriguez cũng dính chấn thương và nhiều khả năng vắng mặt ở trận đấu vào ngày mai. Huấn luyện viên Carlo Ancelotti chia sẻ: "Thật không may, Hamed đã gặp sự cố ở trận đấu gặp câu lạc bộ Liverpool. Cậu ấy đã có pha va chạm không đúng lúc với Virgil van Dijk ở đầu trận và tôi nghĩ cậu ấy sẽ không có mặt trong trận đấu tới với câu lạc bộ Southampton." Trước tình hình nhân sự hàng công gặp nhiều tổn thất, vị huấn luyện viên trưởng người Italia đã gọi đích danh một kẻ đóng thế đủ sức càng đáng trách nhiệm, đó là Alex Iwobi,
đã tập luyện rất chăm chỉ. Kỹ thuật và tốc độ của cậu ấy sẽ rất hữu ích cho hàng công của đội bóng trong tình thế hiện tại. Cậu ấy rất nhiều khả năng sẽ được ra sân thi đấu. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ cân nhắc để Bernard hay Anthony Gordon. Hiện tại, lực lượng của câu lạc bộ Everton vẫn đủ khỏa lớp hai sự vắng mặt là Richarlison và James Rodriguez. Với hơn 300 lần ra sân cho Manchester United, sẽ không quá khi nói rằng Darren Fletcher đã ít nhiều để lại dấu ấn trong lịch sử Quỷ Đỏ. Ở tuổi 36, cựu tiền vệ Anh đã chính thức bước vào sự nghiệp huấn luyện. Vừa qua, Fletcher bất ngờ trở lại Old Trafford để đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên của đội U16 Manchester United. Real Madrid đang trải qua cuộc khủng hoảng phong độ mini với hai thất bại liên tiếp trên sân nhà, lần lượt trước Cadiz ở giải La Liga với tỷ số 0-1 và Shakhtar Donetsk với tỷ số 2-3 ở đấu trường UEFA Champions League. Đáng lo ngại hơn là chấn thương của Ramos. Thủ quân của Los Blancos chỉ có thể đá 45 phút và buộc phải rời sân ở hiệp 1 trong trận đấu gặp CLB Cadiz. Đến lượt trận gặp CLB Shakhtar Donetsk, Ramos không thể góp mặt. Real Madrid với cặp trung vệ Eden Militao và Rafa Varane đã chơi không tốt và để thủng lưới tới 3 lần trong hiệp 1. Nếu ngôi sao người Tây Ban Nha tiếp tục nghỉ trận El Clasico vào tối ngày hôm nay, đó thực sự sẽ là một thảm họa với nhà đương kim vô địch của La Liga. May mắn cho Real, Ramos sẽ tái xuất trong chuyến làm khách trên sân Nou Camp. Theo xác nhận của huấn luyện viên Zinedine Zidane, đội trưởng của Los Blancos đã sẵn sàng. Xhaka là đội trưởng và cũng là thủ lĩnh về mặt tinh thần của Real Madrid. Chúng tôi không bao giờ chấp nhận rủi ro với những chấn thương của các cầu thủ. Tuy nhiên, Xhaka đã sẵn sàng. Chúng tôi cần các cầu thủ ở trạng thái 100% và tôi nghĩ cậu ấy đủ khả năng ra sân. Sự trở lại của Ramos là cú hích rất lớn với Real Madrid. Trong trận đấu El Clasico lượt đi của La Liga mùa giải năm nay, nhà đương kim vô địch sẽ mất hàng loạt ngôi sao vì chấn thương, bao gồm Dani Carvajal, Eden Hazard, Martin Odegaard. Hai cầu thủ dự bị là Mariano Diaz cùng Alvaro Odriozola cũng sẽ vắng mặt. Và như vậy là chúng ta vừa kết thúc bản tin chuyển động bóng đá ngày hôm nay. Những thông tin bóng đá nóng nhất sẽ được kênh Mê Bóng Đá cập nhật liên tục. Và trước khi rời khỏi video này, anh em đừng quên bấm đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo và đừng quên chia sẻ để lan tỏa những thông tin hấp dẫn nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các số bản tin tiếp theo.